bốn phật hiện thân kinh văn hiệu dĩ thử tâm trừng lộ hiệu triệt nội quang phát minh thập phương biến tác diêm phù đàn sắc nhất thiết chủng loại hóa vi như lai ư thời hốt nhiên kiến tỷ lô giá na cư thiên quang đài thiên phật vi nhiễu bách ức quốc độ cập giữ liên hoa câu thời xuất hiện thử danh tâm hồn linh ngộ sở nhiễm, tâm quang nhiên minh, chiếu chư thế giới, tạm đắc như thị, phi vi thánh chứng, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà việt dịch lại đem tâm ấy lóng sạch thấu triệt bên trong hào quang tỏa chiếu sáng ngời mười phương biến thành sắc diêm phù đàn tất cả loài hữu tình đều hóa làm như lai lúc ấy bỗng thấy đức phật tỳ lô giá na ngồi trên đài thiên quang có ngàn đức phật nhiễu quanh trăm ức cõi nước cùng với hoa sen đồng thời hiện ra cảnh giới này gọi là tâm hồn được truyền dẫn bởi sự lĩnh ngộ, khi tập trung tham cứu đến tận nguồn tâm thì ánh sáng từ trong tâm chiếu khắp cõi nước. Đây chỉ là trạng thái tạm thời không phải là chứng thánh, nếu không nghĩ mình chứng thánh, gọi là cảnh giới tốt, nếu tự cho mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến giảng lại đem tâm ấy lắng sạch thấu triệt bên trong hào quang tỏa chiếu sáng ngời khi tâm lặng yên thanh tịnh hiển bày tỏ lộ sáng suốt tột bậc Ánh sáng từ trong tâm chiếu khắp cả, mười phương biến thành sắc diêm phủ đàn. Ánh sáng rực rỡ, tỏa chiếu từ trong tâm, khắp mười phương cõi nước, đều phủ màu diêm phủ đàn. Tất cả các loài hữu tình, thai xanh, thấp xanh, hóa xanh, noãn xanh, và tất cả các loài chúng xanh khác, đều hóa làm như lai. Lúc ấy bỗng thấy Đức Phật tỳ lô giá na. Tỳ Lô Giá Na nghĩa là suốt khắp mọi nơi là danh hiệu của Đức Phật. Ngài không hiện hữu riêng ở một nơi nào, vậy nên chẳng nơi nào mà ngài không có, thân thể của ngài trùm khắp mọi nơi. Người này bỗng nhiên thấy được Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, vì Đức Phật có thân trùm khắp mọi nơi ngồi trên đài thiên quang làm bằng ánh sáng của cõi trời hiền bày thân cao ngàn trượng đức phật tỷ lô giá na được ngàn đức phật vây quanh cùng trăm ước cõi nước cùng với hoa sen xanh vàng đỏ trắng đồng thời hiện ra cảnh giới này gọi là tâm hồn được truyền dẫn bởi sự lĩnh ngộ ông đừng cho rằng cảnh giới này là thật tâm thức ông bị ảnh hưởng bởi một dạng linh cảm sự giác ngộ Do vậy, nó không thật. Do khi tập trung tham cứu đến tận nguồn tâm, thì ánh sáng từ trong tâm chiếu khắp các cõi nước. Khi tâm ông được sáng suốt, nó sẽ chiếu khắp tất cả mọi thế giới. Đây chỉ là trạng thái tạm thời, không phải là chứng thánh. Những gì đang diễn ra không phải là lâu đài vĩnh viễn. Ông chẳng phải là đã chứng thánh quả. Nếu không nghĩ mình chứng thánh, thì gọi là cảnh giới tốt còn nếu tự cho mình chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Nếu ông nói, thật tuyệt diệu ta vừa thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, ông có thấy chăng? Công phu của ông chẳng sâu bằng tôi, tôi thật là đã đạt được điều ấy. Một khi ông khởi lên niệm như vậy, thì ma vương liền đến lôi kéo ông vào địa ngục.